Sáng ra thấy sân nhà có nhiều vết máu, chủ nhà check cam thì chứng kiến cuộc chiến kinh hoàng lúc nửa đêm. Theo như chủ nhân của đoạn clip kể lại cho biết, sau khi ngủ dậy, người này đã phát hiện trên sân nhà mình có nhiều vết máu bất thường mà không rõ là của ai. Ngay lập tức, cô gái đã check lại camera để xem thử tối hôm qua đã xảy ra sự việc gì, thì bất ngờ biết được đầu đuôi câu chuyện. Khi đó là một cuộc đụng độ kinh hoàng giữa hai con chó và một con rắn hết sức nguy hiểm. Từ clip được trích xuất cho thấy, lúc này là gần 11 giờ đêm, hai chú chó đã phát hiện ở góc sân nhà có một con rắn có kích thước khá lớn nên đã cùng nhau tập kích vây bắt. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng vì nghe được tiếng chuột kêu từ miệng con rắn, cả hai chú chó thông minh đã lần tìm và bắt được thủ phạm đang náo loạn trong sân nhà mình, quăng mạnh ra giữa sân để xử lý triệt để bé Na, tránh gây hiểm họa về sau. Sau một thời gian rất dài tác động vật lý để làm kiệt quệ sức lực con rắn, cả hai chú chó đã thay nhau canh gác. Cho đến khoảng 2 giờ sáng, lúc cả hai chú chó đã rời đi, thì con rắn bất ngờ tỉnh dậy, từ từ bò đi và trốn thoát khỏi chiếc sân thành công. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng dành muôn vàn lời khen cho cả hai chú chó khi đã chủ động bắt rắn, giúp gia chủ an toàn hơn trong chính khuôn viên nhà mình. Tuy nhiên, nhiều người cũng cảm thấy lo lắng đôi chút vì đã có rất nhiều trường hợp chó cưng bắt rắn độc và bị cắn, cuối cùng không thể qua khỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!